ba môn giác chánh tịnh ba môn này giác bèn sanh vào thường tịch quan bình đẳng bèn sanh vào cõi thật báo thanh tịnh sanh vào cõi phương tiện ở đây đức phật dạy chúng ta cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới của tây phương cực lạc thế giới Tây phương thù thắng Chẳng giống các cõi nước khác Cõi ấy chẳng có lục đạo Tuy cũng có cõi phàm thánh đồng cư Nhưng cõi phàm thánh đồng cư Chẳng phải là lục đạo Chỉ có hai đường nhân thiên Chẳng có tu la đạo Mà cũng chẳng có tàn ác đạo Đây là chỗ khác biệt trong ba môn hành theo môn nào cũng đều được nếu hành theo giác môn chắc chắn sanh vào cõi thật báo giác chánh tình chánh môn thì tùy thuộc công phu sâu hay cạn chẳng nhất định công phu cao Sanh vào cõi phương tiện Kém hơn thì vẫn sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Hành theo tịnh môn khác hẳn Đối với tịnh môn Nếu niệm đến lý nhất tâm bất loạn Sẽ là quái thật báo Sự nhất tâm bất loạn Là quái phương tiện Công phu thành phiến Là quái phàm thánh đồng cư vì vậy thấp nhất là công phu thành phiến thành phiến là gì chưa đoạn phiền não nhưng trong tâm có phật có a di đà phật trừ phật ra ý niệm gì cũng đều có thể chế ngự chẳng cho nó khởi tác dụng khuất phục phiền não chứ chưa đoạn phiền não đoạn phiền não bèn chuyển thức thành trí người ấy chưa đoạn công phu niệm phật nhằm chế ngự phiền não nhếp đoạn sáu căn tịnh niệm tiếp nối đè nén phiền não. đó là điều kiện phải có đủ để giảng sanh tây phương cực lạc thế giới. không hội đủ điều kiện này sẽ chẳng thể giảng sanh. chúng ta hiểu đạo lý này liễu giải chân tướng sự thật này biết trong cuộc đời này phải nên làm chuyện gì? Điều gì trọng yếu nhất đối với chúng ta? Thanh tịnh bình đẳng giác là trọng yếu. Phải dốc toàn lực tìm lại chính mình vốn sẵn có giác chánh tịnh. Trong khởi tính luận Mã Minh Bồ Tát đã nói Bộn giác vốn có Bất giác vốn không Đây là bổn giác Tìm lại nó Thì tìm từ cái tâm thanh tịnh Tu gì trong hết thảy hoàn cảnh Tu tâm thanh tịnh Tu không bị ô nhiễm Không bị quấy nhiễu đó là tu hành thật sự